Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 1 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 4, Khai Tạ Hoa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 1, Vũ Mê Nhân Hòa Đường, Quyển Dung Ly Nhân Ý. Quái khách trong mưa. Một đạo bạch quang xé nát tấm màn mưa, làm cho tấm hoành phi viết ba chữ lớn Nhân Hòa Đường treo ở trên cửa tiệm thuốc sáng bừng. Đúng lúc này, nam nhân ở trong mưa vừa hay ngẩng đầu lên nhìn tấm biển một lượt, tia điện quang vạch rách tầng mây đen, thấu qua làn nước mưa, cũng là mặt của y sáng bừng. Đây là một hán tử trông có vẻ mệt mỏi, dưới cằm mặc một hàng râu rậm rạp đen sì, hai hàng lông mày cau lại. Nhưng mà đôi mắt của y rất sáng, trẻ, tràn đầy tiếu ý và thiện ý, còn có một vẻ thâm tình khiến cho các thiếu nữ xinh đẹp đều phải tim đập thình thịch mỗi khi tiếp xúc. Trong sát na ngắn ngủi, màn tia chớp lóe lên đó, hán tử đã kịp liếc mắt nhìn tấm biển lớn ở trên cửa tiệm thuốc. Thần tình của y có vẻ rất trầm tư. Chỉ thấy khóe môi của y khẽ mấp máy, giống như đang đọc lại tên của các vị thuốc một lượt, sau đó liền ngẩng đầu bước vào bên trong. Đúng vào lúc y sắp bước vào trong mái hiên của tiệm thuốc, mũi của y liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Y có thể nhìn thấy những người trong đêm sau màn mưa dày đặc. Tổng cộng có 4 người. Trước có một cái tủ lớn đầy những ngăn kéo hình vuông. Bên trên ngăn kéo có vòng đồng nhỏ tinh xảo, là lão trưởng quầy mặc áo dài bằng vải gai. Ngồi bên cạnh quầy hàng vừa ngáp dài, vừa nghiền thuốc, đó là một người giúp việc chân đi giày cỏ. Ngồi trước chiếc bàn nhỏ nhắn, nhắm mắt sắt thuốc, thỉnh thoảng lại ho nhẹ vài tiếng, lấy một tấm khăn lụa trắng lên lau miệng là đại phu. Còn bên cạnh ông ta là một dược đồng y phục giặt tới bạc phách, đang cắm cúi dùng dao cắt những loại dược liệu. Tất cả đều rất bình thường. Từ khi mà tiệm thuốc này được khai trương tới nay, tất cả đều là do 4 người này duy trì. Lão bản mặc một áo dài vải gai lại mở ra tiệm thuốc, thuê được một người giúp việc lười nhác luyện dược, một đại phu để trần bệnh bốc thuốc tại chỗ, còn có một dược đồng giúp việc lặt vặt. Tiệm thuốc này không có gì không thỏa đáng, 4 người này cũng rất là chính đáng. Điểm không thỏa đáng chính là người sắp bước vào trong tiệm thuốc. Hán tử lại khẽ ầm ừ trong họng vài tiếng, đang định nhấc tới chân bước vào bên trong. Lại đột nhiên, có 3 người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành che mưa từ góc phố bước lại. Mũ rộng vành đã được kéo xuống rất thấp, nhưng mà không thể nào che được đôi mắt sáng rực phát xạ ra thần quang. Bên trong áo tơi là một bộ kình trang xanh đen bó sát người, quyền đầu lớn như miệng bát, đầy những vết chai, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. 3 người điệu bộ y như nhau, vừa tới trước cửa tiệm thuốc, một người liền đi vào bên trong, tới trước quầy thuốc, lại trầm giọng nói. Bạch Tật Lê, Hắc Chi Ma, Nữ Trinh Tử, Sa Uyển Tử, mỗi thứ 5 tiền. Trưởng quầy lại tươi cười nói. Vậy dám hỏi có phải quý phủ có người bị thương lở loét hay không? Chi bằng hãy thêm 3 tiền câu kỳ tử, xích thược bạch thược. Lúc đó, cùng với phúc bồn tử và xuyên khung, sắc với nước cho mát gan bổ thận, đảm bảo là sẽ thấy hiệu quả ngay. Người kia lại ậm ừ một tiếng coi như đồng ý. 2 người còn lại, một người đi đến đứng bên cạnh chỗ sắc thuốc. Một người khác lại ngồi xuống thạch cấp để tránh mưa. Đại hán vừa nhìn đã biết 3 người này lại một trước, một sau, một giữa, lại phong bế toàn bộ đường ra của tiệm thuốc. Lại hơi chần chừ do dự, không biết nên có bước vào bên trong hay không, thì trưởng quầy lại thấy người bên ngoài dầm mưa. Liền cao rộng gọi. Vị đại gia ngoài kia, không có nên mua thuốc cũng không sao. Vào đây mà sưởi ấm tránh mưa chứ. Nếu như không để cho cảm mạo phong hàn, thì là khổ lắm đó. Hán tử lại ừ một tiếng. Người mặc áo tơi ngồi trên bậc thềm lại ngẩng nhanh đầu lên. Hai ánh mắt sáng rực như điện quang. Liếc nhìn y một cái, rồi lại cúi đầu, nhìn xuống mặt đất. Hán tử đang định bước vào tiệm thuốc, thì lại chợt nghe tiếng lanh canh vang lên. Ở góc phố xuất hiện một cỗ kiệu. Hai người khiêng kiệu thấp, nhấp nhô đi rất nhanh, bước chân làm nước mưa bắn tung tóe, chỉ trong nháy mắt đã đi đến trước cửa của tiệm thuốc. Nữ tử ăn mặc như là một a hoàn chạy bên cạnh cố kiệu, phân phó một tiếng, cố kiệu này liền dừng lại trước bậc cấp. Hán tử liếc thấy nhìn a hoàn này mặc y phục màu xanh trước, trên cổ tay lại đeo 2 chiếc vòng, một vàng một ngọc, mỗi khi cử động đều vang tới những tiếng kêu leng keng rất vui tai. Chỉ nghe a hoàn này bật ô đánh phụt một tiếng, trong màn mưa mờ mịt,
A Hoàn này ước chừng là mới khoảng 15-16 tuổi, nhưng mà rất lành, thanh lệ và đáng yêu. Khóe miệng thoáng lên một nụ cười, gương mặt trái xoan hồng hồng như đóa hoa sen, khiến cho người ta đang cay đắng lại nhìn thấy như được ăn đường phèn. Người đang đau buồn nhìn thấy cũng phải vui lây. Người cô độc nhìn thấy thì giống như là có được một nữ tử nhu thuận bên cạnh. Hán tử lại nhìn vào trong kiệu, có một ống tay áo màu hồng thò ra ngoài, vén lên một góc màn tre. A Hoàn lại một tay cầm ô, một tay giúp chủ nhân vén màn tấm kiệu giống như vén một lớp mây mù, che phủ đỉnh núi. Từ trong kiệu từ từ chia ra một đôi hài theo màu hồng phấn, động tác rất ưu nhã và nhẹ nhàng, khiến cho cơn mưa rào giống như đã biến thành một mưa bụi, nhu hòa và dịu dàng. Kế đó sau tấm màn lại thò ra một cánh tay. Cánh tay đó nhỏ nhắn mềm mại, năm ngón tay dài, móng tay sơn màu phượng tiên hoa. Chủ nhân của cánh tay này ắt hẳn là một vị tiểu thư yêu kiều nhưng yếu ớt, vì vậy nên phải đặt tay vào trong thanh ngang trước kiệu để mượn lực lượng mới có thể bước ra ngoài. Chỉ một động tác này, tất cả những người trong tiệm thuốc đều đã muốn lao ra đỡ lấy nàng. Chỉ nghe người trong kiệu nói: "Tiểu Khứ, đã tới chưa?" Thanh âm dứt khoát kiên định, mang theo ba phần anh khí, giống như là một thanh bảo kiếm lấp lánh rực rỡ trong nắng, nhúng sương nước rửa sạch lại càng thêm chói lọi. Thanh âm này có vẻ phác họa ra một nữ tử thành thục, nhưng mà lại mang theo những đường nét ngây thơ của một tiểu hài tử. A Hoàn lại tươi cười: "Tiểu thư, đã tới rồi." Lúc này, lão bản của Nhân Hòa Đường lại kêu lên một tiếng, lại hứng khởi chạy ra đón khách. Lily cô nương thực sự đúng là mưa gió không đổi. A Văn, Thập Lục, còn không mau dâng trà. Dực Đồng lại dạ lên một tiếng, chạy nhanh vào trong hậu đường rót trà. Người giúp việc lười nhác khác cũng đã trở nên nhanh nhẹn, dùng chổi phủi nhanh chiếc ghế tử đàn đã được thời gian làm cho đen bóng. Hán tử đứng đối diện với nữ tử mới vừa từ trong kiệu bước ra này. Trong cơn mưa tẩm tã, dưới chiếc ô giấy dầu, gương mặt của nàng tựa như đóa phủ dung, thân hình nhỏ nhắn vận một chiếc váy màu tím than, eo lưng thắt một sợi dây lụa màu đen. Nữ tử yếu ớt dựa vào nữ tỳ áo xanh đứng bên, lại giống giữa hàng lông mày ẩn hiện lên một chút yêu kiều và kiêu ngạo, hòa lẫn cùng nhau, khiến cho nàng lại càng thêm đẹp, giống như là một ngọn nến đỏ trong gian phòng tối, sáng nhưng ôn hòa, không gay gắt nhưng mà lại rất hấp dẫn người khác. Nữ tử dường như cũng liếc lấy hán tử, lại cúi thấp đầu nói câu gì đó với tiểu khứ, rồi lại đi vào trong tiệm thuốc, bước chân nhẹ nhàng không làm nước bắn lên chút nào. Hán tử lại hơi ngẩn người, đưa tay cầm ô lên, bên trên hồng, lại ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm, sau đó lại cũng sải bước vào bên trong. Lão bản của tiệm thuốc lúc này đang khom mình tiếp đón vị Lily tiểu thư. Trên chiếc bàn mà nàng đang ngồi lại đặt một chung trà màu xanh, mấy lá trà nhỏ nổi lên trên. Một làn khói nhẹ nhàng mang theo một mùi hương thanh khiết bốc cao, làm cho bên ngoài lại thêm lạnh, bên trong lại thêm ấm. Hắn tử vừa vào trong, người giúp việc kia liền chạy tới. "Khách quan có cái gì chỉ giáo?" "Mượn nơi tránh mưa." Khách nhân tới tránh mưa cũng là khách nhân. "A Văn, mau vào lấy ghế cho khách ngồi chứ." Lão bản lại không quên dặn dò. Hắn tử ngồi xuống chiếc ghế trúc. Văn sĩ đang đùn thuốc lại chỉ nhìn y một cái, sau đó lại cúi đầu, mở nắp siêu thuốc ra. Một mùi thuốc nồng nặc bốc lên sộc thẳng vào mũi. Văn sĩ hít hít mấy cái rồi lại quay sang nói với đồng tử. "Thuốc tốt." Đồng tử lại không lộ ra vẻ gì, chỉ mệt mỏi thuận miệng đáp: "Thuốc sắp xong rồi." Hán tử lại mở hồ lô, uống ra một ngụm rượu lớn. Rượu nóng làm cho ấm lòng. Y phục ở trên người cũng đã được lò lửa hong khô, hơi nước bốc cao. Ngọn lửa ở trong lò phát ra những tiếng kêu lép bép, hòa âm với những tiếng sôi sùng sục của siêu thuốc bên trên. Ánh lửa chiếu gò má của nữ tử đỏ hồng, giống như là một đóa hoa mai khôi nở muộn. Nữ tử thủy chung vẫn là không quay đầu lại nhìn hán tử một lần. Trong giờ khắc mưa tầm tã, lò lửa đơn điệu, mùi thuốc nồng đượm ra khắp nơi, khiến cho người ta bất giác dâng lên một cảm giác bi thương của những kẻ hành tẩu giang hồ, thì lại chợt một trận vó ngựa vang cao, phá tan không khí tịch mịch. "Tới rồi." Hán tử buộc hồ lô dựa vào hông, đôi mắt của y lại sáng một cách đặc biệt. Vó ngựa dừng lại rất gấp, kế đó là một tiếng hí dài. Ba người mặc áo tơi đội mũ ở giữa, trong, ngoài lại không hẹn mà cùng giật mình. Tấm bảng hiệu bằng vải của tiệm thuốc lại khẽ rung rinh, một người sải bước chân đi vào. Chỉ thấy người này thiết diện chính khí, dáng người hơi gầy, râu nằm tròm dài đến ngực, nét mặt tươi cười, nhưng mà lại có một vẻ uy nghi của người chỉ huy thiên quân vạn mã. Người kia đi vào trong tiệm thuốc, lại cởi bỏ áo bào màu xanh nhạt, mỉm cười.
Tứ lão bản, thuốc đã xong chưa? Lão bản của tiệm thuốc vội vã chạy ra khỏi quầy, không người nói liền một tràng dài. Ngô đại gia, phiền ngài phải tới đây, quả nhiên là ngại quá. Tôi vốn là định sai người mang tới, nhưng bây giờ lại cứ gặp trời mưa. Người kia ngắt lời. Không sao, ta tới lấy cũng được. Tử lão bàn lại vội nói. Không có giống nhau, chuyện này ngại quá. Người kia lại mỉm cười. Tử lão bàn, ông mở tiệm thuốc, nếu như người nào cũng là bắt ông phải mang thuốc tới tận nhà, vậy thì tiệm thuốc của ông chỉ bằng hãy đổi luôn thành tiệm đưa hàng luôn đi. Ta tới mua thuốc, ông lấy cái thứ thuốc thượng hạng hảo hạng ra bán, vậy là đôi bên không ai nợ ai nữa rồi. Lại chợt nghe một âm thanh lạnh lẽo, trầm trầm cất lên. Ngô đại nhân, ông đi theo chúng ta, đôi bên sẽ không ai nợ ai. Vừa cất tiếng là một người đội mũ mặc áo tơi, đứng ở trước quầy thuốc. Đôi nhãn thần sáng như điện của y, lại giống như là hai ngọn lửa nơi hỏa ngục vậy. Hai hàng lông mày của người thiết diện râu dài kia nhíu lại, sau lưng lại có một thanh âm khác cất lên. Là ngươi nợ chúng ta mặc, nợ chúng ta tiền. Người râu dài mắt sáng như sao, lại cười cười. Huyền lão đại, phóng lão tám. Người vừa phát thoại lệnh đứng bên cạnh hỏa lò, bàn tay chậm chậm đưa lên, đặt ở trên mép mũ. Ngô Thiết Dực, Ngô đại nhân, người vẫn còn chưa quên huynh đệ của chúng ta chứ? Người được gọi là Ngô Thiết Dực Ngô đại nhân lại vẫn cười cười. Không quên, cũng là không dám quên. À, Huyền lão đại và phóng lão tam, nhị vị đã từng nhiều lần lập công cho Ngô mỗ, xả thất ngộ chiến. Ngô mỗ làm sao mà quên được? Hả? Người phát thoại đầu tiên lại cho tay vào áo, lại trầm trầm giọng. Lẽ nào Ngô đại nhân vẫn còn chưa quên đám vô danh tiểu tốt như chúng ta? Một người áo tơi khác lại cũng bỏ mũ lại gần, biến thành một người chính diện, một người bên cạnh lại áp tới gần Ngô Thiết Dực. Chỉ sợ Ngô đại nhân lại không nỡ, nhớ chỗ tốt của tiểu nhân, mà lại còn sợ tiểu nhân tới chỗ làm khó dễ thôi, có phải không? Ngô Thiết Dực lại cơ hồ giống như không để ý, hắn lại chỉ nói. Phòng lão tam, ngươi nói bậy cái gì đó? Ta nói bậy. Phòng lão tam lại bật cười ha hả, ngữ điệu trở nên hậm hực. Chúng ta bán mạng cho Ngô đại nhân ngài, huyết tẩy phú quý chi ra, diệt môn lưỡng hà bát ra, độc sát quách bổ đầu, đoạt quyền tập gia trang. Tất cả chỉ là bởi vì lời hứa của ngài. Sau khi sự thành, đường môn sẽ được quyền. Ngài sẽ khống chế được thực lực, còn chúng ta sẽ có ngân lượng. Chính vì điểm này mà Đường Thất Kinh và Đường Đại Tổng Quản mới mất mạng ở tập gia trang đó. Nhưng mà ngài đã xui khiến chúng ta cùng với Thiết Thủ và Lãnh Huyết quyết đấu ở trong khu rừng. Quyết trước, Phi Lai Kiều, lại còn mình thì vơ vét tài sản, cáo chạy xa bay. Huyền Lão Đại lại gần giọng tiếp lời. Nhưng mà ngươi lại không thể nào ngờ được, Đường Thiết Tiêu, tiên sinh đã chết rồi, dù Trấn Lan, dù Nhị Lão là cũng chết nốt, nhưng mà trong 50 người chúng ta, vẫn lại còn lại 3 người. Dù ngươi có đi ra khắp chân trời góc biển, chúng ta là cũng phải bắt được ngươi, đòi lại món nợ này, bồi hoàn lại cho các huynh đệ đã hy sinh tính mạng. Ngô Thiết Dực lại nhướng mày, giờ cũng rùng rùng, lại cười hào sảng nói. Ủa? Giết ta sao? Giết ta thì làm sao mà lấy được kim ngân tài bảo nữa? Huyền Lão Đại tức giận. Mau nói ra chỗ cất giấu bảo tàng, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta sẽ hỏi ngươi một câu. Ngô Thiết Dực lại mỉm cười hỏi ngược lại. Huyền Lão Đại ngây người, lại gầm lên nói. Có cái giống gì mau phóng ra đi. Ngô Thiết Dực lại cười cười. Phóng? Đừng có quên rằng huynh đệ của ngươi cũng là họ Phong đó. Phong Lão Tam lại gầm gừ một tiếng, soạt một tiếng, rút ra một đôi nhật nguyệt luân. Huyền Lão Đại vội vã đưa tay ngăn cản lại, lại nghiến rằng. Ngươi là muốn hỏi cái gì? Ngô Thiết Dực lại cười hì hì. Trong lòng của ngươi là phải đang có tính toán. Ngươi bất nhân trước, cho nên ta mới bất nghĩa. Sau khi nói ra bảo tàng ở đâu, sau đó mới giết người diệt khẩu. Ta nói phải chứ? Huyền Lão Đại lại cũng không kiềm chế được, lại rút từ trong người ra một thanh kiếm mỏng dính, ánh lên một sắc dao lam. Đầu lại đau đau run rẩy, chỉ vào Ngô Thiết Dực cao giọng. Họ Ngô, người nói gì được, chết sẽ được tử tế, còn không nói tử tế thì sẽ chết thảm. Ta sẽ đâm người 100 kiếm mà không chết, khiến cho người cầu sống không được, cầu chết không xong. Ngô Thiết Dực lại đột nhiên thở dài. Huyền Lão Đại lại cười lạnh. Sợ rồi sao? Ngô Thiết Dực lại nói. Đáng tiếc. Huyền Lão Đại lại ngẩn người. Cái gì? Đáng tiếc không hiểu vì sao Lãnh Huyết lại tha mạng chó cho các ngươi không biết. Ngô Thiết Dực lại lộ ra một vẻ tiếc rẻ. Vậy mà các ngươi lại còn tự tìm lấy cái chết. Ngô Thiết Dực lại đích thật
Không biết tại sao Lãnh Huyết lại tha cho hai tên cận vệ này của mình. Bọn chúng là hóa huyết phi thân, tạp bát tô kích thủ, cùng với đơn y thập nhị kiếm đã là ác đấu với Lãnh Huyết. Còn Đường Thiết Tiêu thì cầm chân của thiết thủ. Sau đó Lãnh Huyết đã giết sạch đơn y thập nhị kiếm và 35 người ở trong đám tô kích thủ. Sức cùng lực kiệt, đánh lại dùng lời lẽ hù dọa, khiến cho ba tên còn lại phải bỏ chạy. Chuyện này xảy ra sau khi Ngô Thiết Dực bỏ trốn, cho nên đương nhiên y lại không hiểu được. Huyền Lão Đại nghe như vậy, lại nghĩ đến mấy chục huynh đệ đều là vì người này mà chết trong tay của Lãnh Huyết, nộ hỏa xung thiên, lại gầm lên quát. Ta chém cái đầu chó của ngươi xuống ngâm rượu. Lưỡi kiếm của y rung lên, hóa thành trăm điểm hàn quang, giống như là có 70-80 thanh kiếm cùng lúc lại chém vào mặt của Ngô Thiết Dực. Hàng râu nằm trong của Ngô Thiết Dực rung rung, áo bào phất động, lại lướt vào phía trong. Chợt thấy một đạo ánh sáng trắng lóe lên, kèm theo tiếng kình phong vù vù, chém tới đại động mạch ngay sau gáy của Ngô Thiết Dực. Phòng Lão Tam cũng đã xuất thủ. Thần sắc của Ngô Thiết Dực vẫn hết sức ung dung, lại đột nhiên khựng người lại, thoải mái thong dong giống như là một vị tể tướng đang ngồi ở trong thư phòng, đọc không hết trang sách này, đã lật sang trang sách khác. Tự nhiên, chân lại trầm xuống, cước đạp lối thất tinh, lướt ra phía cửa tiệm thuốc. Chỉ tiếc là, dường như y đã không biết bên ngoài có một người nữa. Ngoài cửa vẫn còn một người vận áo tơi. Người này khoác áo tơi đã rút ra một cây chủy thủ từ ống chân. Hai người còn lại trong là cũng vung Nhật Nguyệt Luân và kiếm lao ra để truy sát. Hết chương. Hồi 2. Phong, Vũ. Hàn quang lóe lên. Người mặc áo tơi ngồi ngoài cửa đã xuất thủ. Sau tiếng kêu đó, tất cả thanh âm đột nhiên im bặt. Đây là tiếng binh khí cuối cùng của trận phục kích này. Sau đó chỉ còn lại hai tiếng mưa rơi lạ tà ở trên mái hiên. Một lúc lâu sau, mình nghe Ngô Thiết Dực điểm đạm cất tiếng. Thật sự là có lỗi, ta lại không biết là Tiêu Lão Bát cũng đã tới rồi. Ba người đều tới đủ cả, vậy thì ta lại không có lý do gì để tha cho các người nữa. Phòng Lão Tam lại hai tay ôm ngực, ngã gục xuống đất, lăn mấy vòng ở trên bậc cấp bằng đá, nhuộm những bậc thang màu trắng xám bằng lòng máu đỏ tươi. Sau đó lại bị nước mưa cuốn trôi đi tất cả. Cổ họng của Tiêu Lão Bát lại phát ra những tiếng khủng khục. Y muốn lên tiếng, nhưng mà máu đã không ngừng chảy ra từ một lỗ lớn giữa cổ họng, khiến cho y có thể dùng ánh mắt đầy sự cừu hận và oán độc của mình lại nhìn Ngô Thiết Dực. Thân hình lắc lư loạn trọng rồi lại đổ vật xuống, để lại ở trên cột nhà bằng gỗ một vệt máu dài. Trên tay của Ngô Thiết Dực lại cầm một thanh kiếm, Nhuyễn kiếm. Thanh kiếm này y đoạt từ trên tay của Huyền Lão Đại. Trong sát na lướt ra khỏi cửa đó, y đã đoạt kiếm trong tay của Huyền Lão Đại, đâm trúng bụng dưới của họ Huyền, sau đó lại đâm thủng tim của Phóng Lão Tam, cuối cùng là xuyên qua cổ họng của Tiêu Lão Bát. Vì vậy cho nên Huyền Lão Đại không chết ngay tại chỗ. Bụng dưới không quan trọng như tim và cổ họng, hơn nữa Ngô Thiết Dực đoạt kiếm sau đó lại đâm trúng y là một chuyện rất khó hiểu hơn nhiều so với giết chết hai người đó. Huyền Lão Đại lại đau đớn kêu lên. Ngô Thiết Dực, Lão Thất Phu, người giết hết chúng ta, nhưng chúng ta đã báo cho Phương Giác hiểu. Ngô Thiết Dực lại từ lúc xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn mỉm cười. Nhưng mà khi y ngược vừa nghe thấy ba chữ Phương Giác hiểu, sắc mặt lập tức bạnh ra, khẩn trương như là một cây thiết cung đã kéo hết cớ. Thần tình lại giống như vừa bị người ta đánh trong một trường rất nặng. Y lại lướt tới nắm lấy cổ áo của Huyền Lão Đại. Hai mắt lại sáng rực lên như mắt sói đói trong đêm, lại nhe hai hàm răng trắng ổn ra rít giọng. Là Đại Mộng Phương Giác hiểu. Phương Giác hiểu. Máu tươi lại ứa ra từ khóe miệng của Huyền Lão Đại. Y lại ọc ra một búng máu. Rồi lại thốt lên những câu nói cuối cùng. Chính là Đại Mộng Phương Giác hiểu. Nói xong, Huyền Lão Đại liền đoạn khí, hắn nghẹo đầu xuống. Ngô Thiết Dực vẫn nắm chặt lấy cổ áo của họ Huyền, sắc mặt đanh lại như sắt. Ngô Thiết Dực lại chậm rãi buông chặt nắm tay ra, để thi triển ra Huyền Lão Đại rơi xuống, lại đứng bần thần một lúc, rồi lại giẫm chân lẩm bẩm. Phương Giác hiểu. Phương Giác hiểu. Đại Mộng Phương Giác hiểu. Nếu như đã để cho y biết chết chuyện này, vậy thì phiền phức vẫn còn gấp trăm lần nữa. Chợt nghe một giọng nói lạ cất lên. Người ta phạm là chuyện gì bất bình thì Đại Mộng Phương Giác hiểu đều sẽ thích nhúng tay vào, không hành sự theo quy tắc thông thường, nhưng làm việc lại tuân theo luân thường đạo lý. Giết chết kẻ bất nghĩa, quản những chuyện bất nghĩa, lấy tiền bất nghĩa, lưu danh bất nghĩa. Người nào đụng tới y, e rằng là còn phiền phức hơn cả tiểu phu đi rừng dẫm phải đuôi con hổ đó. Người vừa phát thoại chính là một hán tử lưng đeo chiếc hồ lô. Ngô Thiết Dực lại thoáng biến sắc, nhưng mà ở trong khoảnh khắc sắc mặt của y đã trở lại chấn định và hòa nhã.
Dây và Phương Giác Hiểu, ta cũng đã đủ đau đầu rồi. Không ngờ lại còn có cả Truy Mệnh Tam Gia ở trong tứ đại danh bổ cũng ở đây. Xem ra Ngô Mỗ đúng là đang gặp phải vận rủi rồi. Hán tử nhèo mắt, lại mỉm cười. Ta lại còn khó chịu hơn cả Phương Giác Hiểu sao? Ngô Thiết Dực lại cũng mỉm cười đáp lại. Đại mộng Phương Giác Hiểu ít nhất là còn bị mấy quy củ thối tha của y làm cho vướng bận. Truy Mệnh lại cười cười. Vậy sao? Ngô Thiết Dực lại nói. Khi Phương Giác Hiểu giết người, chỉ cần đối phương có thể cầm cự được khiến cho y ngâm hết 12 chữ, thế sự nhất trường đại mộng, nhân sinh kỳ ngộ thu sầu, vậy thì sẽ mở ra một góc lưới, tha mạng cho kẻ đó, coi như là vừa qua một giấc mộng, trở lại làm một con người mới. Chị Mệnh lại nói. Nhưng mà đáng tiếc là võ công của Phương Giác Hiểu quá cao, rất ít người có thể đứng vững sau khi mà y ngâm đứt 12 chữ đó. Ngô Thiết Dực lại nhếch mép cười. Y ngâm cũng không quá chậm. Trì Mệnh lại nói. Đại mộng thần công của y cũng rất nhanh. Ngô Thiết Dực lại đáp. Võ công của ta cũng không chậm. Trì Mệnh lại nói. Y xuất thủ lại càng không chậm. Ngô Thiết Dực lại bật cười khanh khách. Đáng tiếc là truy tung thuật của ngươi lại còn càng nhanh hơn. Kẻ nào đã bị ngươi bám lấy thì chỉ có vậy cũng là không vậy ra được. Trì Mệnh lại cười cười đáp lại. Có lẽ là như vậy. Giống như là bị một con ba cắn chặt. Ngô Thiết Dực lại nhìn mưa lớn bên ngoài, chợt nói. Nghe người ta nói, khi mà có sấm chớp, ba hay là con rùa đen đều cũng sẽ rụt đầu lại hết. Chỉ Mệnh lại ngửa cổ uống một ngụm rượu, quệ tay lau vết rượu còn vương lại trên môi rồi đáp. Cho dù có rụt đầu lại, cũng là không rụt tay chân. Ngô Thiết Dực lại tỏ ra vẻ nghiêm túc. Ta đã quên mất, Truy Mệnh huynh nổi danh trong thiên hạ với thoái pháp vô song. Chỉ Mệnh lại cười nhạt. Vì vậy nếu như luận lấy miệng cắn người... Ta lại hơn được. Hơn được ai? Chứ cũng không có hơn được Ngô Đại Nhân. Ngô Thiết Dực lại chợt nói. Truy Mệnh huynh, nếu như bây giờ dẫn ngươi đi đến nơi cất số kim bào, kim tài, ngân bảo đó, chia cho ngươi 3 phần, đảm bảo ngươi có tiêu hết cả đời cả kiếp này cũng sẽ không bao giờ hết được. Ngươi có tin ta hay không? Truy Mệnh lắc đầu. Không phải là ta không tin, mà là ta không đáp ứng. Ngô Thiết Dực lại nhìn Truy Mệnh chằm chằm. Truy Mệnh huynh, làm bộ khoái, cho dù có nổi danh thế nào, cũng vẫn là sống như ngày tháng không bằng cả một viên quan nhỏ. Hiện giờ ngươi chỉ là hoàn toàn lãnh mệnh hành sự, quan lớn quan nhỏ ô sa ngọc đái dần dần lên cao. Còn ngươi thì vẫn là ở trong nha phòng chịu rét, ở đầu đường xó chợ mà chịu lạnh. Lẽ nào, ngươi lại không hề động lòng? Chỉ Mệnh lạnh lùng đáp. Ngô Đại Nhân, ngươi đừng có mà cố thuyết phục ta nữa. Ngươi theo đuổi danh lợi, quyền vị, nhưng ta thì không. Ngô Thiết Dực lại cười khẩy. Ngươi là còn biết gạt người hơn cả ta đó. Truy Mệnh lại chậm rãi đáp. Ngươi đừng có ngạc nhiên tại sao ta lại không động tâm chức danh lợi. Ta cũng là con người, sao lại có ham muốn được chứ? Ai mà chẳng muốn nhàn hạ. Nhưng mà chính vì nhìn thấy bao nhiêu kẻ vì lợi ích của mình mà làm cho sinh linh phải đổ thán, khoái lạc của những kẻ đó từ đâu mà ra? Vì vậy, vạch trần những kẻ dùng thủ đoạn bị ổi mưu cầu tư lợi, đó mới chính là khoái lạc của ta. Chàng lại cười cười nói tiếp. Bắt người chính là khoái lạc của ta. Ngươi lại muốn dùng lợi để bảo ta vứt bỏ đi niềm vui, thì đó là một chuyện không thể nào đâu. Ngô Thiết Dực lại trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Vậy xem ra ngươi lại không bắt ta lại không được rồi. Chỉ Mệnh lắc lắc đầu. Ngô Thiết Dực lại lộ ra vẻ mừng vui. Lẽ nào chúng ta còn có thể thương lượng? Chỉ Mệnh lại lắc đầu. Không phải, ta không nhất định là phải bắt sống ngươi về quy án, bởi vì ngươi đã phạm trọng tội rồi. Thương cấp có lệnh, nếu như người chống cự, có thể giết chết người ngay tại chỗ. Sắc mặt của Ngô Thiết Dực chậm xuống, bên ngoài lóe lên một ánh tia chớp, làm cho cả con phố dài sáng bừng lên trong nháy mắt. Mưa giống như là những sợi tơ nhịt, dệt thành một tấm màn thê lương nơi góc phố. Ngô Thiết Dực lại gượng gạo cười. Truy Mệnh huynh, lại không lưu tình sao? Truy Mệnh đáp. Bộ khoái lưu tình, sẽ làm vô số bá tánh thêm khổ. Ngô Thiết Dực lại cười khẩy. Bổ khoái không lưu tình, chỉ sợ không thể làm đến già thôi. Chỉ Mệnh lại nói. Cho dù có nể tình, cũng là phải xem người đó là kẻ nào mới được. Chàng lại nhìn thẳng vào Ngô Thiết Dực, gằn giọng. Người đã tội ác ngập đầu, vừa giờ là còn ra tay giết chết đến 3 người đã từng bán mạng cho mình. Tội bây giờ lại chồng thêm tội. Ngô Thiết Dực lại đột nhiên ngửa cười. Ngửa mặt cười ha hả. Làm 500 dâu cũng lại rung rung lên. Cuộc đời này, xưa nay chỉ có kẻ tiểu nhân lòng lang dạ sói mới có thể được toại nguyện,
người muốn phục ma, vậy thì đêm nay đừng có hỗn thế ma vương này, phục người trước. Chị Mệnh toàn thân lại đột nhiên căng phồng, y phục chứa đầy khí, thanh kiếm trên tay đã rung lên phát ra những tiếng ong ong. Chị Mệnh nhìn đối phương không chớp mắt, lại nghiêm nghị. Người ta nói Chi Châu sự Ngô Thiết Dực Ngô đại nhân, văn võ song toàn, võ công lợi hại nhất gọi là Lưu Tá Kinh, mượn ý Lưu Bị mượn Kinh Châu. Chuyện mượn vũ khí của đối phương để mà đánh ngược lại đối phương, vừa rồi là ba người Huyền Phóng Tiêu đã chết dưới binh khí của chính mình. Quả nhiên, chỉ là trong một chiêu duy nhất. Chẳng lẽ ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. Ta lại là rất muốn xem thử Ngô đại nhân sẽ mượn thứ vũ khí nào, vốn mọc ở trên người của ta đây. Người lại muốn sử dụng thế nào chứ? Chẳng nói tới câu cuối cùng, tiếng gió rít bên ngoài cũng đã lên tới cực điểm. Đột nhiên, sau lưng lại chợt có một đạo kình phong lao tới. Ngô Thiết Dực lại ở trước mặt của chàng. Chỉ Mệnh đối diện với Ngô Thiết Dực, toàn thân giới bị, nghênh chiến với tuyệt kỹ Lưu Bị mượn Kinh Châu. Sau lưng lại không ngờ có người tập kích, hơn nữa lại còn nhanh như điện xẹt. Hai gót chân của chàng đã bị một chiếc áo dài cuốn chặt. Một chiếc dùi sắt, một chiếc búa đồng cùng một lúc gõ vào đầu gối bên trái, bắp chân bên phải của chàng. Búa đồng và dùi sắt cùng lúc bị chấn bật ra, cơ hồ giống như là muốn rời ra khỏi tay bay mất. Tấm áo dài cuốn vào chân, lại định giữ chặt lấy Truy Mệnh, nhưng mà lại phát sinh những tiếng soàn soạt giống như là bị xé đi. Truy Mệnh vẫn không hề di động. Anh kiếm lóe lên giống như là một đạo lưu tinh chợt bắn thẳng vào mặt của Truy Mệnh. Chỉ nghe chàng hét lớn lên một tiếng, há miệng phun ra một vòi rượu, đánh bật lưỡi kiếm. Ngô Thiết Dực lại một chiêu không trúng, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy thân ảnh thấp thoáng trước mắt. Thì ra là Bạch Y Văn Sĩ kia đã xuất thủ, thứ thuốc đen xì giống như mực trong siêu. Bắn về phía Truy Mệnh. Truy Mệnh ngả người ra phía sau theo thế thiết bản kiều, gáy chạm xuống đất, hồ lô đeo bên hông đột nhiên lại bay lên, lập tức trúng ngực của Văn Sĩ. Văn Sĩ giống như bị trọng vật đánh trúng, lại ôm ngực hự lên một tiếng, cả người cong xuống, lảo đảo như thối lùi cả trượng. Nước thuốc bắn vào trong khoảng không, dại đầy đất. Truy Mệnh lại ngả người sát đất, vạt áo phía trước hất lên để bảo vệ mặt. Có ba bốn giọt nước thuốc bắn vào trúng tấm áo, phát ra những tiếng kêu xèo xèo. Kế đó là một làn khói xám nhẹ nhẹ mang theo những mùi khen khét. Lão trưởng quầy lại dùng áo dài quấn lấy hai chân của Truy Mệnh và tên giúp việc lại dùng búa đục đánh lén vào chân của chàng phía sau, lại sợ bị nước thuốc bắn trúng nên cũng đã vội vã nhảy lùi. Hai kẻ này vừa nhảy lại, Truy Mệnh đã bật người leo lên trên theo thế Lý Ngư Đạo Đỉnh. Giữa không trung lại chợt lóe ra một đạo kim quang bắn về phía chàng. Truy Mệnh liền cất xuất cước đá vào trong đạo kim quang. Chỉ thấy nó kêu lên đinh một tiếng, chuyển hướng bay lên trên mái, sau đó là năm tiếng đinh 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 lên tiếp. Trên mái ngói lộ ra năm mảnh kiếm vàng lấp lánh. Chắc là một kiếm này đã bị một cước của Truy Mệnh đá trúng, vỡ ra làm trăm mảnh, khảm vào trong trần nhà. Người bán ra đạo kim quang này chính là Dực Đồng đun thuốc. Truy Mệnh ở trên không đạp mạnh chân vào xa nhà. Một mảnh gỗ lớn rơi xuống, một kiếm từ phía sau của Ngô Thiết Dực cắm phập vào xà ngang. Ngô Thiết Dực lại lập tức buông kiếm, tung người bỏ chạy. Kiếm của y không phải là của y không cần phải mạo hiểm rút nó ra để làm gì. Truy Mệnh lại mượn lực, bổ xuống trước mặt của Dực Đồng. Tất cả chỉ là diễn ra trong một nháy mắt, Tiểu Đồng lại ứng biến không kịp. Đành cố phải trầm người xuống để đỡ lấy một cước tạt ngang của Truy Mệnh. Tiểu Đồng phá văng vách tường bay ra bên ngoài, rơi vào giữa màn mưa dày đặc. Truy Mệnh lại hít sâu một hơi, thân hình mau chóng trầm xuống. Nhưng mà chân vẫn còn chưa chạm đất thì đã bị hai lá cờ lớn cuốn chặt. Trường quầy vứt bỏ chiếc áo dài rách nát, lại đổi lấy là hai lá cờ lớn cuốn chặt vào chân của Truy Mệnh. Cùng lúc này, tên giúp việc lấy vung búa đồng dùi sắt công tới. Lần này lại không đánh vào chân của chàng, mà là hai huyệt thái dương. Nhưng mà thân hình của Truy Mệnh lúc này bất ngờ bắn vọt lên giống như là một viên đạn. Tên giúp việc lại không thể nào ngờ. Lão trường quầy cũng lại càng không thể nào tưởng tượng được chuyện đó. Y vốn đã dùng toàn lực để giữ chặt hai chân của Truy Mệnh, vì vừa rồi y đã dùng áo dài cuốn lấy hạ bàn của chàng. Truy Mệnh lại không cần phải động đậy, chân đã rách tả tơi. Y đã biết căn cơ hạ bàn của chàng vững thế nào, vậy cho nên đã thi triển ra toàn bộ pháp lực, ngõ đầu cho tên giúp việc một cơ hội tập kích. Chẳng ngờ Truy Mệnh lại vọt lên giống như là phi tiễn rời cung, bắn ngược trở lại như vậy. Truy Mệnh xuất cước ra như điện, tên giúp việc đã không kịp tránh né, đành phải miễn cưỡng đưa búa và dùi lên để đỡ lấy. Cả người của y đã bị hất bay vào trong tiệm, phá vỡ bếp lò làm bằng lửa bám ở trên khắp người, đau đớn đến độ rú rét, giống như con heo bị chọc tiết. Truy Mệnh dư lực chưa hết, lại quay người đá vào trong lão trưởng quầy. Lão trưởng quầy hồn phi phách tán, vù một tiếng,
Trường bào ở trên người của y đã lập tức phồng lên, cuốn chặt lấy người. Trì Mệnh đá trúng, chỉ cảm thấy chân của mình giống như là bị một sức mạnh hút chặt. Hai người phá vỡ vách tường lao ra bên ngoài. Trì Mệnh vừa ra bên ngoài, lăn một vòng rồi lập tức đứng dậy. Lão trường quầy cũng đã mở tấm áo ra, nôn ra một búng máu. Mưa lớn làm cho chiếc áo của y giống như biến thành một đóa hoa hồng đỏ. Đúng lúc này, Ngô Thiết Dực á lên một tiếng. Người! Chỉ thấy trước quầy lóe ra một đạo kim quang, trong chớp mắt đã sáng rực. Bên trong là một thân hình nho nhỏ của một nữ tử, vừa xoay tròn vừa phát ra ngàn vạn đóa kim tinh, cuốn về phía Ngô Thiết Dực. Cùng lúc đó là tiếng vang thét lanh lảnh. Trả mạng cho gia gia ta! Ngô Thiết Dực lắc mình né tránh, trường bào ở trên người cuồn cuộn, rất lên. Trì Mệnh lại biết Ngô Thiết Dực vừa rồi vẫn còn chưa dở hết Lưu Bị mượn kinh châu thần công của y, mà đã hai lần bị ép xuống. Bây giờ nếu như cô nương kia tấn công, nhất định là khó tránh khỏi y toàn lực xuất thủ. Đang định lao tới ứng cứu thì lại chợt thấy Văn Sĩ và tên giúp việc bước ra từ trong nhà. Dưới mưa, Tiểu Đồng và lão trưởng quầy cũng đã từ từ đứng dậy. Bốn người này lại bao vây lấy chàng. Chàng quay đầu nhìn qua, lại thấy thân hình nhỏ nhắn đó mang theo một đạo kim quang rực rỡ giống như thần long đào chuyển, vậy lấy Ngô Thiết Dực không một kẽ hở. Biết rằng võ công của vị cô nương này không phải là tầm thường, mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Bốn người kia đứng ở tứ phía, lại nhìn chằm chằm giống như là thú đói nhìn mồi. Trước người của trưởng quầy có một vệt máu lớn. Trên người của tên giúp việc có vô số những vết cháy xém, thảm hại vô cùng. Trán của tên Tiểu Đồng dị máu, hai tay run rẩy, hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ. Văn Sĩ một tay ôm chặt ngực, đôi mày lại nhíu chặt giống như là cố gắng nhịn đau. Bốn người này đã ám toán Trì Mệnh trong lúc mà chàng đã tập trung tinh thần để chuẩn bị quyết chiến với Ngô Thiết Dực, nhưng mà chỉ trong một chiều, cả bốn đều đã bị thọ thương. Hơn nữa, bị thương không nhẹ. Trì Mệnh lại nhìn bốn người, lại giống như là đang nhìn vào trong màn mưa vô tận, chậm rãi lên tiếng. Phong Vũ Lôi Điện. Bốn người trầm mặt, lại không nói tiếng nào. Song mục của Trì Mệnh sáng rực, lại nhìn vào vũ khí trên tay của tên giúp việc. Người lại chính là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Vu Thất Thập. Đáng tiếc vừa rồi, không có đánh trúng được đôi chân của ta. Tên giúp việc lại hừ nhẹ. Lần sau ta sẽ đánh cái đầu của ngươi. Trì Mệnh lại cười cười nói với trưởng quầy. Đại kỳ quyền phong, quả nhiên là lợi hại. Các hạ hẳn là dư cầu bệnh, có phải không? Một cước vừa rồi cũng đủ để có thể hoàn thành tâm nguyện đó của các hạ. Trưởng quầy lại cười lạnh lùng. Không đã ngứa, còn ngươi thì sắp bệnh tật khắp người rồi đó. Trì Mệnh lại quay sang nói với Tiểu Đồng. Tiểu huynh đệ chắc là họ Đường có phải không? Hôm nay cuối cùng ta cũng đã được biết ám khí tử điện xuyên vân của Đường Hựu là như thế nào rồi. Tiểu Đồng lại hừ một tiếng. Vẫn còn nữa đó, ngươi có muốn biết không? Cuối cùng là Trì Mệnh mới quay sang Văn Sĩ thở dài. Có điều vẫn là vũ đả hà hoa của Văn Thần Đán tiên sinh lợi hại nhất, khiến cho tại hạ không thể nào không thán phục được. Văn Sĩ lại chỉ ừ hứ một tiếng, lại chứ không trả lời. Trì Mệnh lại nói. Ta nghe ở dưới trướng của Ngô Đại Nhân có tứ đại tướng Phong Vũ Lôi Điện. Lại không ngờ rằng Ngô Thiết Dực Trầm Luân Ma Trướng. Bốn vị cũng là vẫn đi theo y như vậy. Đại kỳ quyền phong dư cầu bệnh lại nói. Có thể được đi theo Ngô Đại Nhân, đó là phúc khí của chúng ta. Trì Mệnh lập tức nói. Hắn ta thấy lợi quên nghĩa, tàn sát bộ hạ. Không thể nào đảm bảo sau này hắn lại không làm như vậy đối với các ngươi. Vũ Đà Hà Hoa, Văn Thần Đán lại cười khẩy. Chúng ta làm sao mà giống bọn chúng được? Đơn Y Thập Nhị Kiếm và bọn Tô Kích Thủ bất quá chỉ là lũ tham tài. Thấy Ngô Đại Nhân ở ngôi cao thì lại mới tới đầu nhập. Đáng chết từ lâu rồi. Chúng ta là những huynh đệ thủ túc năm xưa cùng với Đại Nhân sông pha giang hồ. Phúc cùng hướng, họa cùng gánh. Đương nhiên là không giống với bọn chúng. Trừ Mệnh lại hỏi ngược lại. Chim chết, cung bị xếp xó. Thỏ chết, chó bị làm thịt. Y giết được Đơn Y Thập Nhị Kiếm, giết chết được Tô Kích Thủ. Vậy thì các người... Tử Điện Xuyên Vân Đường Hiệu lại tức giận quát vang. Ngươi đừng có mà hòng ly gián. Trì Mệnh lại nhìn thẳng vào y nói. Tại sao qua mỗi một vụ đại án đều sẽ có người của đường môn các ngươi nhúng tay vào? Ngũ Lôi Oanh Đỉnh Dư Thất Thập lại gầm lên. Đừng có hòng mà biết được điều gì từ chúng ta. Trì Mệnh lại gằn giọng. Trước khi các người ra tay cản trở ta bắt Ngô Thiết Dực, hãy cần phải suy nghĩ cho kỹ. Chàng lại nói ra từng chữ một. Bốn người các ngươi hợp lại vẫn không phải là đối thủ của ta. Bốn người lại đưa mắt nhìn nhau, từ từ rút ra vũ khí, quyết tâm làm thả ngọc nát chứ không làm ngói lành, đồng quy vu tận cùng với Trì Mệnh. Trì Mệnh lại thầm thở dài một tiếng,
Ngũ Thiết Dực đích thực là có khả năng thâu phục nhân tâm, chỉ tiếc là khả năng này của y đã làm không biết bao nhiêu giang hồ hảo hán phải uổng mạng. Đúng lúc này, bên tai vang tới một tiếng thét kinh hãi. Nữ tử múa kiếm tấn công Ngũ Thiết Dực đột nhiên đã bị một luồng sức mạnh chấn bay. Ngũ Thiết Dực lại lao tới như chim ưng vồ mồi. Trong màn mưa mờ mịt, chỉ thấy một đạo kim quang như sao băng rơi xuống, theo sát phía sau là một cơn lốc màu đen cuồn cuộn. Chỉ Mệnh lại gầm lên một tiếng, song quốc đâm mạnh, cả người bắn tới đỡ lấy nữ tử. Nữ tử kia đã tận lực, kêu lên một tiếng kinh hãi, cả người lại ngả vào trong lòng của chàng. Đúng lúc đó, thanh y nữ tỳ và hai kiệu phu rút vũ khí cùng xông lên, chặn lấy Ngô Thiết Dực. Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 4, Khai Tạ Hòa.